chỉ nằm cách quốc lộ 48 và trung tâm xã khoảng 3 km. Thế nhưng mà từ bao đời nay thì hàng trăm hộ dân ở xóm Bãi Kè thuộc xã Đồng Hợp, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An vẫn sống trong bóng đêm. Trong khi đó thì việc sử dụng điện lưới tại các xóm và xã lân cận đã có từ hàng chục năm nay. Vâng, và cuộc sống của người dân vốn đã khốn khó, không có điện lưới, mọi sinh hoạt và sản xuất của người dân nơi đây càng trở nên khốn khó hơn. Mỗi khi màn đêm buông xuống, cả thôn xóm như chìm trong bóng tối, chỉ có những ánh đèn dầu leo lét. Cuộc sống của họ trở nên hiu hắt và ảm đạm hơn bao giờ hết. Đã gần tuổi về già như ông Hà, bà Hồng, nhưng ánh đèn dầu lờ mờ như thế này cũng là thứ ánh sáng trong mỗi buổi tối của ông bà. Giờ tối về á, giờ có cái điện bật lên đi làm gì việc kia làm được hết. Với cái ngọn đèn hoa kỳ này, chỗ làm được cái gì làm được này thì mất việc kia. Với những người phụ nữ như chị Hòa, sau thời gian sản xuất đồng áng, để tranh thủ làm công việc gia đình, thì thứ ánh sáng mà chị sử dụng là chiếc đèn pin treo đầu. Đây cũng là cách mà người dân ở xóm Bãi Kè sử dụng để làm việc vào ban đêm. Cuộc sống hơi vất vả nên là mong muốn là mình rằng mà cấp trên có điện cho xóm để con em được học hành, với bố mẹ đi làm về cũng đỡ vất vả đi. Không điện, việc sản xuất của người lớn đã trở nên khốn đốn, nhưng với các em học sinh lại trở nên khốn khó hơn. Và đây là nguồn ánh sáng của các em học sinh nơi đây. Thấy nó rất tối và học ít thời gian. Theo tìm hiểu của phóng viên, thì dự án xây dựng điện lưới cho xóm Bãi Kè do Ủy ban Nhân dân huyện Quỳ Hợp làm chủ đầu tư chính thức được khởi công từ tháng 10 năm 2012 với tổng số vốn đầu tư hơn 10 tỷ đồng. Dự kiến đến tháng 6 năm 2013, công trình sẽ hoàn thành. Tuy nhiên đến nay, người dân vẫn sống trong cảnh khát điện. Chúng tôi đã có ý kiến với huyện và tại họp hội đồng huyện và ủy ban huyện cũng đã có cái công văn về vấn đề là trả lời về cái thời điểm đóng điện là 30 tháng 9 năm 2016. Nhưng đến tại thời điểm này thì đã chưa hoàn thiện được để cho người dân sử dụng điện. Trong lúc cả xã hội đang trong sự phát triển bùng nổ về công nghệ thông tin, thì người dân nơi đây vẫn chưa hề biết đến. Ước mơ về một nguồn ánh sáng của họ vẫn đang là một nỗi khao khát.